đi từ đây qua bên kia là 20 mét. Từ đây ạ. Đây là hầm á, đây là cái ổ chiến đấu mình muốn 13 năm mà mở hầm hả? Từ lúc trong mang quan sát mình cũng cần ok nhỉ? À, ok là, cái ổ chiến đấu hả? Đây là bị đảo mà. Bắt đầu nha. Nếu có ok không thầy á, nếu có thầy nhiều khuyên hả? Thầy phải hầm hả? Hầm hả? Tiểu tâm hả? Nhiều khuyên hả? Thầy khuyên hả? Cái này thì để nới rộng quá, chẳng nhỏ không nhỏ. Cha đi lên cái mẹ với mấy cái kia hả? À. Không đi tiếp hả? Dạ không. Thôi đi tiếp đi. Vậy đấy cho anh đợi con nha. À không đi tiếp mà đi. Ơi đi đi. Có gì đâu. Ở cái này thì cũng có vậy thôi. Đi qua bên đây ha. Đi cho lên trước đi. Đây thầy Kim à. Ở đây thầy Kim. Chị qua đây luôn. Qua đây luôn. Ủa đây thầy cấm à? Ờ đây này. Đây lắc hàm lắc. Ủa không? Cháu mẹ không? Rồi. Lên rồi. Khúc này mình đi lên đó chị ơi. Ok, sẵn lấy là, sẵn lấy là. Hàng lên canh khởi luôn. Dạ, sẵn lại ớt sữa mỹ. Hàng phát chuyên thảo tìm kiếm ơi. Tìm mà, em ơi. Bây giờ quẹo ở đâu? Bây giờ đi đâu? Dạ, đi lên, đi qua tay phải á. Quẹo tay phải. Dạ, đi lên. Chuyên nhau, chuyên nhau. Chuyên nhau, sẵn lấy. Chắc là mụ dần. Mụ dần cân đó mà, phải hơi sẵn cân dần đó mà. À không đạt có ai đi thêm nữa không? Hết rồi, chỉ hồi cuối cùng rồi. Mỗi đây hay trời lắm. Ủa, sẵn rồi. Ba mươi mét. Dạ. Đi nữa không? À cái đường này là lên á hả? À đường lên á. Sao ngắn quá vậy? Anh cứ đi tới cuối luôn thôi là sao? Hết chưa? 30 mét là hết cái đường hầm này hay sao? Chưa. 30 mét. Ồ, bên đây cũng có đường. Có đường lên. Rồi khúc này là 60 mét này. Dạ. Đi nữa không? Tại anh hả? Đây là được 30 mét hả? 60 mét. 60 mét. Cái chỗ này nó nhỏ hơn mình rất con thấp xuống. À.
Mẹ em không nha. Hạt cứng nét. Nãy con lên đường này nhè. Nãy lên đường này nhè. Nãy lên đây nè. Trời ơi. Ra từ đường này nè. Tính hỏi á. Cái đi không không đau lưng rồi. Không, nó cũng như cái lúc đầu vô vậy đó. Đó thì mà trẻ đi tiếp là trẻ ra bên phải bên trái có đường lên đầy đủ luôn. Ờ, cứ đi 30m là có đường ra vậy. Rồi xung quanh ở dưới thì có đèn vậy đó. Ừ. Thì không biết coi như là người ta núp tới núp lui á. Ừ. Cầm súng. Làm như hang lớn vậy đó. Đúng rồi đúng rồi. Tự tưởng vậy đó. Mấy con này mẹ. Mẹ coi đất nè. Vỏ, vỏ không á, vỏ đạn. Mẹ thấy không? Ông bắt xuống á. Vỏ đạn không? Ngoài ẩm không chú ý? Ơi. Ủa sao mất tiêu con tôi rồi trời, tính hỏi à. Có chuyện gì? Không nhìn thấy con ta đâu rồi đi kiếm lại cho tao. Mày dẫn nó đi đường hầm mày kiếm trả cho tao. Em bị sao cười. Mất tiêu. Tiêu rồi trời. Cái này qua chắc ra đây luôn á Phượng. Ờ, mình muốn đi nữa, nó cho đi hoài luôn. Nói chung là dài lắm. Lòn đi tùm lum, đi tùm lum luôn. Tại cứ đi khúc cái từng bên phải nó con đường. Tại cái bên trái nó con đường. Ờ. Cái đường hầm không có sạch hả? Đi khúc cái nó con đường vậy. Đó thịt mà nó có sạch.